Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái combo nghe nhạc giá rẻ ở nhà, cực kỳ đỏ luôn. Thì đây là cái cặp loa JBL 2 tấc. Dạng này là dạng treo tường nha. Đây, 2 tấc. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một con chép nè. Bên đây một con nữa, tức là hai chép, một bass, bass 2 tấc. Rồi, cùng với combo á là một con Amply BA1002. Thì con này là 8 sò, có Bluetooth đầy đủ luôn nha. Rồi, con này là gỗ nè, rất là đẹp. Rồi, đây là phần đằng sau mình kết nối nè, cũng rất là đơn giản thôi. Đây, dây, hai dây, xong. Thì nếu mà mọi người muốn karaoke á thì có thể mua thêm cái mic. Đây, gắn vô là xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh của nó nha. Đây, có kết nối Bluetooth luôn. Mình sẽ thử một cái đoạn nhạc vàng nha. Đây. Rồi. Xin hiểu dù lửa còn đốt cháy quê hương, giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chiều. Cần hàng thì inbox ngay cho mình nha. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.